Tòa án Nhân dân huyện Nghĩa Đàn xét xử lưu động vụ án về ma túy. Chiều ngày 23 tháng 6, tại cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc số 1 tỉnh Nghệ An, Tòa án Nhân dân huyện Nghĩa Đàn tổ chức phiên tòa lưu động xét xử các bị cáo Hoàng Ngọc, Lực và Cao Văn Trường về tội mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy. Theo cáo trạng, vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 24 tháng 4, tại khối Tân Tiến, thị trấn Nghĩa Đàn, Công an huyện Nghĩa Đàn phát hiện, bắt quả tang Hoàng Ngọc Lực, 25 tuổi, trú xóm Bình Nghĩa, xã Nghĩa Bình, có hành vi tàng trữ trái phép 0,45 gam metafetamin. Trước đó, vào sáng ngày 19 tháng 3, Cao Văn Trường, 34 tuổi, trú xã Nghĩa Mai, lên xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu, Nghệ An, mua của một người đàn ông một gói ma túy, heroin, với giá 200.000 đồng, mang về bán lại cho người khác để kiếm lời. Đến khoảng 11 giờ trưa ngày 20 tháng 3, có khách quen gọi điện mua ma túy nên Trường chia gói ma túy trên thành hai gói nhỏ và đem bán đi một gói. Với giá 500.000 đồng, gói còn lại Trường cất giấu tại hộp cửa sổ phòng ngủ. Khi khách quen mua ma túy của Trường về thì bị Công an huyện Nghĩa Đàn bắt quả tang, thu giữ trên người của đối tượng 0,09 gam heroin. Công an tiếp tục khám xét nhà của Trường và thu giữ thêm 0,05 gam heroin. Tại phiên tòa, các bị cáo đã thành khẩn khai nhận. Lời khai của các bị cáo phù hợp với bản cáo trạng và các tài liệu có trong hồ sơ vụ án. Sau khi cân nhắc các tình tiết, hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Hoàng Ngọc Lực 20 tháng tù, bị cáo Cao Văn Trường 30 tháng tù về tội danh trên.